Sau một thời gian dài tạm lắng, gần đây nạn khai thác cát lậu trên sông lại bùng phát dữ dội tại thành phố Cần Thơ. Mỗi ngày hàng trăm xà lan, tàu thuyền các loại lớn nhỏ cùng máy móc cần cầu tập trung dày đặc tại khu vực Cồn Sơn của sông Hậu, tạo nên một đại công trường khai thác cát lậu. Cồn Sơn nằm trên địa bàn quận Bình Thủy là một trong những điểm nóng về nạn khai thác cát lậu. Khu vực này có khoảng 80 hộ dân sinh sống, vốn đã là một điểm báo động về sạt lở đất. Nay cùng với nạn khai thác cát lậu, tình hình an ninh trật tự của khu vực cũng như tính mạng và tài sản của người dân luôn bị đe dọa bởi nhiều đoạn bờ bao sông đã bị dòng chảy khoét sâu thành các hàm ếch dựng đứng. Nhiều ngôi nhà dân nằm dọc bờ cồn xuất hiện các vết nứt to, báo trước nạn sạt lở trôi xuống sông bất cứ lúc nào. Mỗi năm khu vực Cồn Sơn có khoảng 2 hecta đất bị nuốt chửng do sạt lở. Nhiều người dân bức xúc lên tiếng phản đối nạn khai thác cát lậu ở đây đã bị các đối tượng khai thác cát lậu đe dọa. Khai thác thì không có kể giờ giấc, nói chung là có khi 3 giờ sáng giờ cho tới 7 8 giờ tối là mì ngoài sông, là tại vì bà con ở đây thì nông dân đa số người ta lao động không à, mà tới giờ nghỉ không nghỉ ngơi được. Cái nhất, cái thứ hai nè, nhiều lần rồi thì đôi khi bà con bức xúc quá, nhưng mà có một cái cũng nghe là bên phía mấy người khai thác cát người ta sẽ là hăm dọa. Tao nói là đi ra nó sẽ là chọi đá hoặc là nó có những cái hành động khác, thì nói chung bà con đây bức xúc lắm. Thời gian vừa qua thì chỗ quận cũng có thành phố thì cũng có phát hiện một số trường hợp mà sự khai thác cát không đúng quy định, không đúng với cái giấy phép mà cơ quan chức năng đã cấp, thì cái hiện trạng này nó cũng là một cái tác động lớn, gây tác động đến cái việc xói lở cái đê bao ở trên cái hai cái cồn của chúng ta. Trong 7 tháng đầu năm, các đơn vị chức năng của quận Thốt Nốt và quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ đã kiểm tra và phát hiện hàng chục vụ khai thác cát lậu, với khoảng trên 10 điểm khai thác lậu ngang nhiên trên sông Hậu. Khó khăn nhất hiện nay là các sáng cạp khai thác cát lậu đều từ nơi khác đến. Việc xử lý vi phạm đối với nạn khai thác cát lậu chỉ mang tính cảnh cáo, chưa đủ sức răn đe. Sau mỗi đợt ra quân kiểm tra, xử phạt, tình trạng khai thác cát lậu lại tiếp diễn. Vừa qua thì theo phản ảnh của bà con trên khu vực Cồn Sơn và Cồn Khương thì có một số doanh nghiệp khai thác cát là trái phép, tức là không có giấy phép kinh doanh, không đúng tọa độ nếu có giấy phép kinh doanh. Cho nên từ đó là Ủy ban dân quận cũng tăng cường chỉ đạo cho các cơ quan chuyên môn tăng cường kiểm tra phối hợp như thế nào để xử lý cái tình hình khai thác cát mà không phép trái phép này. Để chấn chỉnh việc khai thác cát trên sông Hậu và ngăn chặn nạn cát tặc tung hoành, lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường kiểm tra, thanh tra xử lý hoạt động khai thác cát trên địa bàn. Nhưng do lợi nhuận mang lại từ khai thác cát rất lớn, trong khi chế tài xử phạt chưa đủ tính răn đe, nên nạn khai thác cát trái phép cứ diễn ra bất chấp cơ quan chức năng giáo diết kiểm tra, và sông Hậu lại tiếp tục bị xâm hại ngày này qua ngày khác. Ngày 17 tháng 8, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Bắc Kinh bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc 5 ngày theo lời mời của Phó Chủ tịch nước chủ nhà Tập Cận Bình. Tuy nhiên, chuyến công du đầu tiên của ông Biden tới khu vực Đông Á trên cương vị Phó Tổng thống Mỹ diễn ra trong bối cảnh báo chí Trung Quốc thời gian gần đây liên tục bày tỏ quan ngại liên quan vấn đề nợ công của Mỹ. Dự kiến trong thời gian ở thăm Trung Quốc, ông Biden sẽ có các cuộc hội đàm với Phó Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Ôn Gia Bảo tại Bắc Kinh, tham dự hội nghị các lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ-Trung và hội kiến Chủ tịch nước chủ nhà Hồ Cẩm Đào. Trong ngày cuối cùng của chuyến thăm, ông Biden sẽ có bài phát biểu về mối quan hệ Mỹ-Trung tại Đại học Tứ Xuyên. Theo các nhà phân tích, một chủ đề quan trọng trong chương trình nghị sự của ông Biden tại Trung Quốc sẽ là vấn đề an toàn tài sản bằng đồng đô la Mỹ của Trung Quốc, sau khi hồi đầu tháng này, cơ quan xếp hạng tín dụng Standard & Poor's đã đánh tụt mức tín nhiệm của Mỹ từ 3 A hoa xuống còn 2 A hoa cộng. Bởi vậy, chuyến thăm Trung Quốc của Phó Tổng thống Mỹ Biden dường như là nỗ lực nhằm tái đảm bảo với người Trung Quốc rằng, bất chấp việc bị hạ mức tín nhiệm tín dụng, nước Mỹ vẫn mạnh mẽ, nền kinh tế nước này sẽ phục hồi và tài sản bằng đồng đô la Mỹ của Trung Quốc vẫn an toàn. Hiện Trung Quốc là quốc gia nắm giữ lượng trái phiếu chính phủ Mỹ lớn nhất thế giới, với giá trị lên tới gần 1.200 tỷ đô la Mỹ. Theo kế hoạch, sau chuyến thăm Trung Quốc, ông Biden cũng sẽ tới Mông Cổ và Nhật Bản. Chuyến công du châu Á của Phó Tổng thống Biden được cho là tiếp tục thể hiện chủ trương của Mỹ chuyển dịch trọng tâm đối ngoại sang khu vực này.
Sau cuộc hội đàm kéo dài 2 giờ tại Paris ngày 16 tháng 8, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố sẽ mang lại cho khu vực đồng euro một cơ chế quản lý kinh tế hiệu quả, trong đó bao gồm đề xuất một sắc thuế trong toàn Liên minh châu Âu và thành lập một hội đồng quản trị kinh tế khu vực Eurozone. Cuộc gặp này được dư luận thế giới đặc biệt chú ý trong bối cảnh nguy cơ lan rộng của cuộc khủng hoảng nợ công ở châu Âu đang gây lo ngại cho toàn thế giới. Phát biểu sau cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo Đức và Pháp đều cam kết bảo vệ đồng euro, nền tảng tạo nên sự hội nhập trong khu vực đồng tiền chung châu Âu. Hai nhà lãnh đạo cho biết sẽ đề xuất một sắc thuế trong toàn Liên minh châu Âu đánh vào các giao dịch tài chính và sẽ thúc đẩy việc thành lập một hội đồng quản trị kinh tế trong khu vực đồng euro do Chủ tịch Thường trực EU Herman Van Rompuy đứng đầu. Tuy nhiên, lãnh đạo Pháp và Đức không ủng hộ ý tưởng phát hành trái phiếu khu vực đồng euro như một giải pháp giảm nhẹ gánh nặng nợ công trong khu vực. Đồng thời khẳng định, quỹ cứu trợ ngắn hạn trị giá 440 tỷ euro hiện nay đủ để giải cứu các nền kinh tế thành viên gặp khó khăn. Tôi cho rằng châu Âu hiện chưa rơi vào thời điểm phải viện tới phương sách cuối cùng này. Các quốc gia hoàn toàn có thể giải quyết cuộc khủng hoảng nợ đang tấn công khu vực. Bởi vậy, tôi cho rằng những giải pháp được đề ra trong cuộc hội đàm này là biện pháp để giải quyết những khó khăn hiện nay và dần dần lấy lại niềm tin của các nhà đầu tư. Bà Merkel lập luận, việc phát hành trái phiếu khu vực đồng euro tại thời điểm hiện nay không phải là sự lựa chọn hữu ích, trong khi ông Sarkozy khẳng định công cụ này sẽ đẩy các nền kinh tế hùng mạnh hơn ở châu Âu vào cảnh khốn cùng. Vì thế, biện pháp này chỉ có thể được áp dụng trong giai đoạn cuối của tiến trình hội nhập kinh tế khu vực. Thay vào đó, hai nhà lãnh đạo đề nghị các nước khu vực đồng euro tuân thủ tiêu chuẩn tài chính nghiêm ngặt hơn và khu vực này phải thực hiện các biện pháp kiểm soát tài chính chung mới. Theo ông Sarkozy, Pháp và Đức đang hướng tới việc tăng cường hội nhập kinh tế trong khu vực đồng euro. Vì vậy, tất cả các nước thành viên khu vực cần thông qua các đạo luật cần thiết vào giữa năm 2012 nhằm mở đường để các chính phủ thực hiện các mục tiêu cân bằng ngân sách đã đề ra theo mô hình của Đức. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Manuel Barroso đã hoan nghênh các cam kết vừa đưa ra của lãnh đạo Đức và Pháp, cho rằng các kế hoạch này thể hiện sự đóng góp quan trọng của hai nền kinh tế lớn nhất Eurozone. Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế đánh giá kết quả của gặp thượng đỉnh vốn được mong đợi này không đủ để tháo ngòi quả bom khủng hoảng nợ công đang treo lơ lửng trên đầu khu vực đồng tiền chung châu Âu. Các chuyên gia kinh tế tỏ ra thất vọng khi lãnh đạo Pháp và Đức không xem xét đề xuất phát hành trái phiếu chung của khu vực đồng euro và không tăng cường quỹ cứu trợ ngắn hạn, vốn được xem là không đủ để bảo lãnh vỡ nợ cho những nước có quy mô kinh tế lớn như Italia hoặc Tây Ban Nha, vốn cũng đang đứng trước nguy cơ đi theo vết xe đổ của Hy Lạp, Ireland và Bồ Đào Nha. Giới phân tích cho rằng các kế hoạch cân bằng ngân sách, kể cả sắc thuế tài chính mới, vẫn không đủ để ngăn chặn nguy cơ khủng hoảng nợ công lan rộng trong khu vực hay thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và củng cố hệ thống ngân hàng đang sa sút của EU. Các chuyên gia thừa nhận, đề xuất thành lập Hội đồng Quản trị Kinh tế khu vực đồng euro là một bước đi trong quá trình hội nhập tài chính mạnh mẽ hơn và mở đường cho việc phát hành trái phiếu khu vực đồng euro. Tuy nhiên, họ khẳng định đề xuất này không thể giải quyết được những vấn đề cấp bách hiện nay. Trong một dấu hiệu thể hiện phản ứng tiêu cực đối với kết quả của gặp thượng đỉnh Pháp-Đức, thị trường chứng khoán Mỹ đã đồng loạt sụt điểm ngay sau đó. Chỉ số Dow Jones giảm 76,97 điểm, chỉ số S&P 500 giảm 11,77 điểm. Và chỉ số Nasdaq giảm 31,75 điểm. Đồng euro cũng giảm xuống còn 1 euro đổi 1,4397 đô la Mỹ sau khi đã tăng lên 1,4472 đô la Mỹ ngay trước cuộc họp báo của hai nhà lãnh đạo Đức Pháp. Trong bối cảnh chuẩn bị tròn 10 năm ngày xảy ra sự kiện khủng bố 11 tháng 9 gây chấn động nước Mỹ, Tổng thống Barack Obama nhận định mối đe dọa lớn nhất đối với nước Mỹ hiện nay là những kẻ khủng bố thích hành động đơn độc, kiểu như thủ phạm gây ra vụ khủng bố kép ở Na Uy hôm 22 tháng 7 vừa qua. Phát biểu trên kênh truyền hình Mỹ CNN ngày 16 tháng 8, Tổng thống Obama cho rằng một chiến dịch khủng bố có quy mô lớn và có tổ chức, thậm chí ít đáng lo ngại hơn so với một vụ tấn công do một tên khủng bố đơn độc thực hiện. Kịch bản nhiều khả năng xảy ra nhất mà nước Mỹ phải cảnh giác phòng ngừa lúc này là vụ tấn công do một tên khủng bố thực hiện, thay vì chỉ tập trung ngăn ngừa những vụ tấn công khủng bố quy mô lớn và phối hợp chặt chẽ. Bên cạnh đó, ông chủ Nhà Trắng cũng ghi nhận những tiến bộ đặc biệt trong việc làm suy yếu mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda, tổ chức đã vạch kế hoạch và tiến hành các vụ tấn công kinh hoàng trên đất Mỹ ngày 11 tháng 9 năm 2001. Trong đó nổi bật nhất là chiến dịch đột kích tiêu diệt Osama Bin Laden, thủ lĩnh khét tiếng của mạng lưới này hồi đầu tháng 5 vừa qua. Tổng thống Obama đánh giá Al-Qaeda đã suy yếu rất nhiều so với cách đây 2-3 năm, đồng thời nhấn mạnh cần phải nâng cao cảnh giác trước nguy cơ khủng bố tấn công và dịp tròn 10 năm sự kiện 11 tháng 9 tới đây.
Trong khi đó, ngày 16 tháng 8, Bộ Tài chính Mỹ đã thông báo áp đặt lệnh trừng phạt đối với 3 thủ lĩnh người Indonesia của nhóm Hồi giáo cực đoan Jemaah Islamiyah với cáo buộc lực lượng này đã gây ra các vụ đánh bom đẫm máu trên khắp Đông Nam Á. Những đối tượng bị trừng phạt gồm Umar Fatek, Abdul Rahim Basia và Jibril Abdul Rahman. Đây là các nhân vật đầu sỏ móc nối mạng lưới Jemaah Islamiyah với các nhóm khủng bố khác như Al-Qaeda, Laskar-e-Taiba ở Pakistan và nhóm Abu Sayyaf ở miền nam Philippines. Theo nội dung lệnh trừng phạt, chính quyền Mỹ cấm mọi công dân nước này giao dịch tài chính với các chùm khủng bố nói trên và đóng băng mọi tài sản của những nhân vật này có trên lãnh thổ Mỹ. Theo giới chức Mỹ, tên Umar Fatek có liên quan tới một loạt các vụ tấn công tại Philippines và các vụ đánh bom tại Bali năm 2002 khiến hơn 200 người thiệt mạng, đã được dẫn độ từ Pakistan về Indonesia hồi tuần trước. Còn tên Jibril Abdul Rahman là một kẻ chuyển tiền cho các vụ tấn công của Jemaah Islamiyah và từng được huấn luyện tại Pakistan, nơi hắn tiếp xúc với các thành viên Al-Qaeda và Taliban. Trong khi đó, tên Rahim Basia là liên lạc chính của Jemaah Islamiyah với Al-Qaeda cũng như liên hệ với nhóm Laskar-e-Taiba.